sức như xem kia, con xem to đang bứt phá và con xem to đã giành chiến thắng. Quá là cuộc thi gay cấn. Ôi, các bạn là thành viên mới của tôi. Không, chúng tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi không phải thủy thủ. Chúng tôi chỉ đang tìm đường về nhà. Một con gấu bông. Mẹ và con sẽ gia nhập. Ta không phải là gấu bông, ta là thuyền trưởng. Nghe rõ, thuyền trưởng. Ồ, thành viên đầu tiên xinh xắn. Chờ đã, chúng ta còn chưa biết ông ấy sẽ đi đâu mà. Hãy nghe rõ đây, chúng ta sẽ băng ngang đại Tây Dương. Nhưng đầu tiên, hai bạn phải chứng minh luôn nghe lời thuyền trưởng. Hãy chào cờ và chải răng cùng lúc. Không thì chúng ta sẽ bị kẹt ngoài biển mãi mãi. Nghe rõ, thưa thuyền trưởng gấu bông. Bạn vừa nói gì? Nghe rõ, thuyền trưởng gấu bông. À, lại đây nào, hai người bạn bé nhỏ dễ thương. Cho thuyền trưởng thế